với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Nguyễn Triệu Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Tạ Thiên Hoa cùng một số diễn viên khác. Giám chế Từ Ngộ An, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Thùy Trang, Thanh Bình, Anh Luân, Bình Nguyên, Ngọc Thiện, Huệ Phụng. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thế Toàn. Bộ phim Gia Đình Vui Vẻ, tập 128. Thiệt là tốt quá Ngũ Ca, chúng ta đã tới Băng Quả Đảo, sau này không sợ những người khác gây áp lực nói này nói nọ nữa. Tố Tố à, sau này chúng ta sống cuộc sống không cần phải lo lắng nữa. À, Quynh và Muội yêu nhau cũng không còn bị cấm kỵ nữa. Và con của chúng ta sau này có thể tập nói mà không sợ kiêng kỵ nữa rồi. Được lắm, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là Vô Kỵ có được không? Vô Kỵ là tự kỵ trong ngôn hành vô kỵ hả? Sai, là kỵ trong tứ vô kỵ đạn. Sai, là kỵ trong đại kỵ với các người. Ông là ai? Kim Bảo Sư Dương. Có phải là các người đắc ý quá không? Không nhận ra giọng nói của ta luôn à? Vô Kỵ. Ngũ Ca, trả con lại cho chúng tôi. Đâu có dễ vậy. Ông chỉ vì tôi nên mới hận Vô Kỵ. Chỉ cần ông chịu tha cho nó, tôi nguyện chết để tạ thiên hạ. Nếu còn không đủ, cộng thêm mạng của tôi nữa. Các người thật sự vì con trai mình không cần mạng sống luôn hay sao? Tôi nói được thì làm được mà. Tôi cũng vậy. Có cần nghiêm khắc tới vậy không? Ta chỉ mượn nó đùa chơi chút thôi. Ê, trả cho ngươi nè. Vô Kỵ, Vô Kỵ. Chết rồi. Tại sao chứ? Chết rồi á? Sao dễ chết vậy? Ê, không liên quan tới ta, không liên quan tới ta nha. Hẹn ngày gặp lại à. Đi đường nào đây? Ông không được đi. Nè. Con ơi. Con à. Con à. Nè, nè, hai người. Nè, tỉnh lại đi. Dược quán của tôi tới lúc phải đóng cửa. Cho dù hai người có muốn con tới mức cười ra nước mắt thì cũng phải trở về nhà. Mụi cẩn thận đó. Bắt đầu từ bây giờ, mụi đi đứng phải cẩn thận, ăn uống phải để ý. Cho dù có bực bội cũng phải sau 10 tháng nữa, hãy bực có biết chưa? Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, huống hồ là chuyện của 10 tháng sau. Mụi yên tâm đi, Quynh là người có trách nhiệm mà. Đi thôi, Quynh đi nói với cha mẹ mụi, chúng ta lập tức thành thân. Đi. Quynh điên hả? Lỡ chuyện này mà đồn ra ngoài, Quynh sẽ bị tội khi quân chém đầu đó. Nhưng mà mụi chưa xuất giá đâu có thai, tới chừng đó không phải sẽ khó xử hơn sao? Danh tiếng mụi là chuyện nhỏ, tính mạng Quynh mới là chuyện lớn. Dù gì bây giờ cũng chưa thấy gì hết, chúng ta vẫn còn thời gian mấy tháng để nghĩ cách. Nói không chừng tới lúc đó chúng ta sẽ nghĩ ra cách đó. Vậy à? Đừng nói nữa mà, lỡ để người khác nhìn thấy chúng ta sẽ tiêu đó. Quynh yên tâm đi. Đi mà... đi Quynh, đi đi mà. Mụi phải cẩn thận đó. À, mụi biết rồi. Mau đi đi. Đi đi. Cô đúng là vô liêm sỉ. Cô chưa thành thân mà đã lén lút có thai với người khác. Cô có biết chữ xấu hổ như sao không? À, cha tìm con lâu rồi, theo cha. Cha. Trời ơi. Trời ơi.
Trời ơi, là xấu hổ quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà xấu hổ mà. Trời ơi, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Thường ngày giả bộ làm ra vẻ đàng hoàng, thì ra cô nương dâm đáng lén dụng trộm. Cô á đúng là đê tiện mà. Trời ơi, không biết như đạo thế tử, mẹ à, hay là chúng ta đi thôi. Muốn đi hả? Đâu có dễ. Là ai suốt ngày cứ nói thịt để chúng tôi thô lỗ đanh đá không ai thèm? Là ai cứ hay nói con gái mình là ngây thơ tuyệt thế hả? Như vậy nam nhân mới thích hay sao? Đúng vậy, mua mẹ tặng con kẻ ngốc mới thèm à. Cha mẹ, bọn cũng đâu muốn vậy đâu. Hãy cho cổ con đường sống đi. Chúng ta đi. Trời ơi, tóm được cơ hội mà không nói sao nè. Bà con ơi, bà con, con gái tôi tốt cỡ nào không cần phải nói nữa. Nó là băng thanh ngọc tuyết, giữ thần như ngọc. Tám chữ này thôi cũng đủ rồi. Đúng vậy, sau này con gái tôi xuất gia nhất định phải thêm của hồi môn. Còn hai người rõ heo thì có một cái đó nè. Các người đáng phải nhận. Cầm đi, cầm đi. Đủ rồi nha. Con gái của bà cũng là người vậy. Nói con gái bà đừng làm gì sai hết đi. Con của tôi mà không biết liêm sĩ giống như nhà thái cầm của bà hả? Tôi nhất định là trói hai mẹ con nó lại rồi quay như heo quay. Rồi phơi nắng bà bữa. Con gái chúng ta đi. Bà đừng có kéo nó đi ngang. Con cái rõ nè. Đúng là qua tàn nghỉ rỡ mà. Chết tay mồm. Bà nói bà lợi hại lắm ngang. Mới hồi nãy con nha thái cầm đó còn che che đậy đậy, bà cũng nhận ra nó luôn ha. Còn phải nói sao? Tôi từng sinh ba đứa mà. Cái bụng có gì không vừa nhìn là biết liền à. Lợi hại lợi hại. Phụ nữ mà có thai đó hả? Người không có tinh thần gì hết á, lúc nào cũng mệt mỏi. Còn nữa nha, lưng của cổ còn cứng hơn là cổ quan tài nữa. Muốn không lưng đứt lượm đồ càng thê thảm hơn. Ê để à, đừng có lượm nữa. Vô nhà bếp lấy đôi khác đi con. Đúng ha, xem ra đúng lắm ngàn. Còn gì nữa? Còn nữa nha, sợ mất mặt đương nhiên là phải lấy tay che che đậy đậy cái bụng lại thôi mà. Đúng ha, có che được thì cũng ráng che, có phải không? Có phải là sẽ ăn nhiều hơn không? Trời ơi, không ói là coi như may lắm rồi. Còn muốn ăn nhiều nữa hả? Nhưng mà ủa sao? Để à, con sao vậy? Con không sao, chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Ăn cơm xong mới vào trong nghỉ ngơi chút đi. Đúng đó, nè, múc chén canh uống đi. Nhưng mà sao? Nói tiếp nghe. Nhưng mà người mà đang mang thai, những thứ mà lúc trước không thích ăn bây giờ thì ăn gấp đôi. Những thứ mà lúc trước mình thích ăn bây giờ lại thành thứ không thích ăn. Ê, để lúc trước con đâu có uống canh vịt đâu. Hả? Đây là canh vịt hả? Con cũng không biết, nhưng mà con thấy uống cũng ngon lắm đó. Bụng của con không có gì. Bà nhìn nó coi, mặt mày trắng nhợt, ăn uống không ngon, chắc chắn nó ăn bậy bạ. Thấy không phải. Bụng của nó, ông nhìn kỹ coi, bụng của nó bị dung rồi. Nhất định là không phải. Con để ăn bậy bạ lại có dung nữa. Trời ơi, có dung thì là có dung, còn ăn bậy bạ cái gì nữa. Công chúa à, nô tài có chuyện muốn nhờ công chúa giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Có phải nô tài có chuyện gì công chúa cũng giúp cho không? Đương nhiên rồi. Lúc trước khi ta lưu lạc trong nhân gian, là ngươi luôn ở bên cạnh ta chịu nhiều cực khổ. Có chuyện gì chỉ cần ta giúp được, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Vậy thì tốt quá. Thật ra chuyện này nói ra hơi dài. Phò Mã, vậy giờ đúng lúc lắm. Tham kiến Phò Mã gia. Miễn lễ. Tiểu Nguyện có chuyện nhờ chúng ta giúp đỡ. Sao chàng mặc ủ mày châu vậy? Đang tuổi trai trẻ, nhất thời đi sai một bước, giờ thì tiền đồ gì cũng không còn nữa. Tóm lại là chuyện gì? Trong cung có một binh sĩ, biết bản thân mình chiều cao không đủ tiêu chuẩn, còn thiếu hai phân, thường ngày thì mang giày gót đệm thêm, làm cho mình cao hơn một chút. Cuối cùng bị người ta phát hiện ra, bây giờ đã bị người ta bắt nhốt lại. Điều tệ nhất là người binh sĩ này, thường ngày trí dũng song toàn, lần đầu tiên gặp cô ta, ta biết ngay sau này sẽ là một tướng tài rồi. Không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Hắn ta là một tướng tài, sao chàng không tha cho hắn? Hắn đã phạm tội khi quân, làm sao mà tha cho hắn được? Nếu như tạo ra tiền lệ này, binh sĩ nào cũng như vậy hết, quân kỷ sẽ ra sao đây? Thật ra hắn chỉ bảo gian thêm có hai phân thôi. Công chúa à, trộm một tờ giấy cũng là trộm, trộm một thùng gian cũng là trộm. Tóm lại là hắn đã phạm tội khi quân rồi. Nhưng pháp luật cũng không ngoài tình người chứ. Vốn dĩ là hắn phải bị chém đầu, bây giờ chỉ bắt nhốt hắn lại là đã may cho hắn lắm rồi. Tiếp không ngờ chàng không có tình người. Có liên quan gì tới tình người chứ? Nàng đừng có nữ nhi mềm lòng như vậy có được hay không? Phò Mã gia, công chúa, hai người đừng có cãi nhau nữa.
đang yên đang lành, tự nhiên chúng ta lại cãi nhau vì một tên binh sĩ. Thôi bỏ đi, đừng cãi nữa. Uống miếng trà bớt giận cái đã. Ý, Tiểu Nguyễn à, không phải ngươi nói có chuyện gì cần bọn ta giúp đỡ sao? À, đúng đó, có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra đi. Chỉ cần không phải là tội khi quân, ta nhất định sẽ giúp ngươi mà. Chàng còn nói nữa. Nô tài rất nhớ bằng hữu ở trấn Trì Lực Cộng, muốn cuối năm nay đi thăm họ thôi à. À, vậy hả? Nè, ngươi muốn đi khi nào cứ nói là được rồi. Đa tạ công chúa, đa tạ phò mã. Chơi mã điếu, không có con thì không được. Hôm đó có phải chị nói con sâu mã điếu cắn chị lập tức hay sao? Em và mợ đã bày sẵn thế trận triệu con sâu mã điếu giùm cho chị đó. Mà đánh với ai vậy? Với cổ là tôi không có đánh đâu. Có cổ không có chị. Ý trời, có ân quán gì giải quyết nhau trên bàn mã điếu đi. Nếu mà chị thắng chẳng phải thù gì cũng trả được rồi sao? Dĩ nhiên là chị thắng rồi, chỉ sợ có người thua mà không chấp nhận thôi. Tôi khinh cái miệng quạ của cô mới đúng. Tôi mà thua hả, tôi thua cái giận xui cho cô dùng mấy đời cũng không hết á. Độc ác như vậy coi chừng bị người ta tháo tóc cô ra. Quay miệng lại đi. Công chúa gia đạo. Công chúa. Đúng lúc quá ha. Ở trong phủ phò mã buồn muốn chết nên đặc biệt tới coi mọi người có trò gì không. Em đúng lúc chúng tôi đang chơi bài điếu chơi chung đi. Đúng đó. Nè ngồi đi. Cô đó đi pha trà. Pha cái đầu cô đó. Tôi không thèm đánh với cô. Tôi đoán trước rồi, chỗ này là chỗ thua. Cho cô thua chết luôn. Lát nữa tôi mà thắng cô đừng có sáp tới đây đòi thơm lây đó nha. Hai người họ cãi nhau hả? Không phải. Đang nói chuyện thôi. Công chúa thấy quen không hả? Tứ Bính. Hả? Cậu Bính. Lại Bính nữa. Phải cũng Bính, không phải cũng Bính. Coi chừng Bính vô mũi đó. Cô cứ trù đi, ai biểu hôm nay số tôi hên như vậy. Không có sợ cô hù đâu. Hãy đừng à, lát nữa lấy nước trà cây cho tiểu thiếu phu nhân uống. Nhớ đừng có lấy nho đó nha. Để lát nữa cô ta khỏi chê là chua đó. Cô mất trí hả? Bây giờ tôi là bà lớn, còn cô mới là bà nhỏ. Lo đánh bài của cô đi. Đương nhiên là phải đánh rồi. Nhìn cờ không nói mới là chính nhân quân tử. Wow, toàn màu xanh, nhất định là có thể u rồi. Ý, sao bài hình như là hơi dài. Ôi trời, tiêu rồi, đại tướng không. Ây da. Có sao vậy? Đau bụng quá à. Đau bụng hả? Ây da. Trời. Ây rồi, sao kỳ vậy? Ê, hả? Không sao rồi. Hả? Dĩ nhiên là không sao, con ngủ bính đã tiêu rồi mà. Cái gì mà ngủ bính? Con nói gì vậy? Nói cô đó, nè, mọi người, ở đây nè. Trời ơi, con đừng đi ngủ bính của tôi. Mà cũng đang đợi con ngủ bính đó. Sao lại như vậy? Đúng hả? Sao lại như vậy? Dễ hiểu thôi mà. Chị thấy nhiều bài cho nên lấy một con bài dư liễn xuống đất. Cô đừng có nói như vậy nha. Một bài đền ba nhà đi. Nói thôi có ích gì chứ. Các người có ai thấy không? Giơ tay lên đi. Không có ai giơ tay nghĩa là không nhìn nô thấy. Nô tì nhìn thấy. Người thấy cái gì? Nè, tiểu phu nhân binh bài liền đánh nhất dạng, nhưng chỉ lo nói chuyện với nhị thiếu phu nhân nên không cẩn thận đã mó thêm một con bài nữa biến thành đại tướng công. Sau đó phát hiện ra liền giả vờ đau bụng, liền bỏ con ngủ binh xuống đất. Đền tì đi. Thông minh đến tại cái đi. Đền cái gì mà đền? Tôi không có đền đâu. Nè nè nè, cô lấy bí đao của tôi chi vậy? Tôi mua thịt heo mà. Cẩn thận miếng thịt heo ở trước bụng cô đó. Hả? Ý tôi muốn nói là mua miếng thịt ở trước bụng cô. Cẩn thận đó, làm gì tôi không có mua đâu. Cô ơi, tính tiền. Cũng tại thiếp không tốt, không cẩn thận là bắt đứa con chính đời đơn truyền của chúng ta. Thiếp đúng là tội nhân thiên cổ của La gia chúng ta. Mất đứa con hả? Không còn đứa nhỏ thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Bỏ đi nương tử, sống chết có số mà. Không ngờ chúng ta mong con mong mỏi 10 năm khó lắm mới có được. Không ngờ một phút sơ sẩy lại chết. Nếu không uống chén nước trao má đó thì sẽ không bị sao rồi. Nước rau má. Một thùng nước rau má của tôi bị cô uống hết rồi. Cô nương thích uống nước rau má như vậy, thôi thì mua luôn thùng này đi. Cũng có chút mùi vị rau má đó. Có hiệu quả nhanh như vậy sao? Mới đó mà đau bụng nhanh như vậy. Nhà xí đâu rồi?
mình đã uống nước rau má nhiều quá, cái gì cũng ra hết rồi, nhưng mà sao nó vẫn còn ở trong đó? Không nhận được hai người chứ? Tôi nhận ra bà rồi, trả con lại cho tôi. Bà còn nói nữa hả? Nếu không tại bà uống qua hồng tây tạng của tôi, một nhọt ở trên mặt của tôi có thể biến thành như vậy hay không hả? Nè, nhìn đi. Ý vậy? Nhưng mà con của tôi không còn nữa. Đó là chuyện của mấy người, trả lại cái chén đi. Cái chén cũng bể rồi, trả cho bà cũng đâu có xài được. Cái gì? Tôi chỉ nhờ toàn vào cái chén bể này đựng qua hồng tây tạng mới có thể chữa khỏi mấy cái mụn nhọt. Nếu mà không có cái chén này, mụn nhọt của tôi sao có thể mau bớt được chứ? Còn hai người nữa, tại sao lại biến nhanh vậy? Đi thôi, đừng tử à. Thì ra bà ta đã uống một chén qua hồng tây tạng đựng trong cái chén bể. Phải nói sớm chứ. Phải mua qua hồng tây tạng. Không được, mình nói vậy đồn gốc cũng biết là mình muốn phá thai. Hay là mình mua thiệt nhiều đồ rồi tiện thể mua như vậy cũng được đó. Cô nương, sao hả, muốn mua gì? Cháo thịt nạc trứng bách thảo mang về. Cháo thịt trứng bách thảo hả? Không phải, tôi đang nghĩ lát nữa phải ăn cái gì. Mạch nha. Được, mạch nha hả, có liền. Mua nhiều thứ như vậy trái lại càng lộ rõ hơn. Thôi bỏ đi. Hoa hồng tây tạng. Hoa hồng tây tạng hả? Phải. Cô nương mạch nha đây. Cho tôi loại thuốc mạnh một chút, hốt cho hai thang, có quả hạ quả, có thai giết thai. Có liền. Hai thang hoa hồng tây tạng, đa tạ nha. Năm điếu tiền. Tiền nè. Đa tạ. Cô nương à, mạch nha của cô nè. Đứng yên, không được lăn. Đứng yên, không được lăn. Nè, tôi không phải là cướp đâu, đừng có la mà. Tôi muốn mua đồ của cô thôi. Mua đồ? Tôi muốn mua thân. Tôi không bán thân đâu. Tôi muốn mua món đồ trên người cô đó. Quá, nhiều tiền vậy. Có thể mua được 20 gói hoa hồng tây tạng lận. Mỹ thì theo đáng chết. Tôi chỉ có làm một chút xíu chuyện xấu mà bị cô bêu rếu khắp nơi. Được lắm, cô là 11, tôi sẽ là 15. Tôi không tin tôi không nắm được tẩy cả nhà các người. Cô đuôi hả? Thạch đệ. Hoa hồng tây tạng. Ôi trời, không phải thuốc phá thai sao? Thì ra có người ngày thường làm bộ đàng hoàng, thì ra là có rất nhiều bí mật. Mỹ thì theo, lần này cô không quản hồn chết cũng tức chết thôi. Cách xa 10 trượng cũng ngửi được mùi chua này. Món này là đồ thúi của người bình thường, như là đồ ngon của bà bầu đó. Nếu như mà có thai nhất định sẽ thích ăn. Để coi lần này cô còn giả bộ nữa không. Ấy trời, tới đúng lúc lắm. Có mùi chua. Ý, có dĩa tỏi chua ngọt. Ngon lắm đó, mau ăn đi. Bách hợp. Bách hợp đáng chết. Đừng làm hư chuyện tốt của tôi đó. Vừa nhìn là biết dĩa tỏi chua ngọt thơm quá. Cô cũng thích ăn tỏi chua ngọt vậy sao? Không lẽ là cô... Không phải. Bởi vì không biết ai đó để dĩa tỏi trên bàn, cho nên tôi định cầm nó đi liền thôi. Những công việc ở trong cùng không cần cô làm, tự tôi biết xử lý. Trời ơi, bách hợp đáng chết. Làm hư chuyện tốt của mình rồi. Phải ha, nếu như là có thai nhất định lưng còn cứng hơn gỗ quan tài. Muốn khom lưng cũng hơi khó rồi đó. Ý, sao tự nhiên lại có thỏi vàng ở đây vậy? Ở đây đâu có ai đâu. Không lẽ là ông trời ban cho mình? Cúi xuống lượm đi. Được rồi. Lỗ rồi. Nhà bán thịt heo đó có phải là người không vậy? Chào Xuân Thắm. Cho tôi một cân thịt ba rọi. Sao hôm nay dọn hàng bán trễ vậy? Sáng ngủ dậy không nổi hả?
Không phải đâu, dạo này sáng nào ngủ dậy cũng thấy mệt mệt, ăn uống không thấy ngon miệng, cứ muốn ói hoài vậy, cho nên mới ngủ thêm lát rồi mới dậy đi băng. Có phải Thẩm cảm thấy thở không ra hơi, không có thèm ăn, da mặt bóng nhờn, miệng hôi táo bón hay không vậy? Trời ơi, đúng đó, sao biết hay quá vậy? Trời ơi, dạo này tâm trạng bất an, kinh nguyệt lại... trời ơi, không lẽ là tôi đã vào thời kỳ cuối của phụ nữ rồi sao? Tôi làm nghề gì hả? Tôi đỡ đẻ con nít còn nhiều hơn Thẩm ăn cơm nữa, sợ phụ nữ còn nhiều hơn Thẩm sợ thịt heo. Thẩm thời kỳ gì á tôi còn không biết sao. Cuối cùng tôi bị gì? Thẩm có rồi đó. Hả? Có gì vậy? Thẩm coi lưng của Thẩm rất là cứng, cái bụng thì to ra, cả cái thắt lưng cũng sắp đứt luôn rồi kìa. Không cần nói á, chắc chắn là Thẩm có rồi. Nè, tôi sắp 50 tuổi rồi còn sanh đẻ gì được nữa chứ. Coi Thẩm nói kìa, tục ngữ nói rất hay nha, không xấu hổ thì sanh tới 49. Thẩm có xấu hổ hay không ai mà không biết, sao Thẩm không thể sinh được chứ. Nè, thạch Mỹ nè, thạch Bưu nè, thạch Đệ nè, đều là do tôi đỡ đẻ hết á. Tôi đã quen lắm rồi, đợi đến khi nào Thẩm sinh á, nhớ chiếu cố tôi nha. Tôi đi trước nha. Không lẽ mình già rồi mà còn sinh con hả? Ê trời ơi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người phù hộ, nhất định không phải là thật. Tục ngữ có câu, phụ nữ đi tiểu là ếch kêu, con nít kêu queo e, nhanh lắm. Trời ơi, ếch ơi là ếch, lát nữa người nhất định đừng có kêu nghe, nếu không thì ta mất mặt lắm. Trời ơi, có mùi gì trong bếp nồng nặc vậy? Ai đang nấu ăn vậy? Sao có cái vỏ ở đây vậy? Ây chà, là ếch ha. Chà, được lắm, ăn cơm thịt ếch ha. Ý, chắc là bà thúi đó biết mình dạo này khí hư thể nhược, cho nên để mình bồi bổ đây mà. Ê, hay quá hay quá. Ê, đừng đi. Trời ơi, lão già chết bầm mà hầm nồi cháo tới nở nát nhừ luôn vậy à. Nếu mà ông ăn không hết á, tôi đánh chồng chết luôn á. Trời ơi, giỡn cái kiểu gì kỳ vậy? Cũng tại ông cứ giỡn kiểu đó, giỡn tới chết người luôn à. Không phải, tôi đang chụp ếch mà. Chụp ếch? Ông không biết là tôi mua ếch về để làm gì hả? Nấu cháo. Ai nấu cháo cho ông ăn chứ? Để thử thai đó. Thử gì? Thử thai? Ơi, khi nào vậy? Để tôi coi coi. Hả? Trời ơi, còn nói nữa, sau này trong nhà có thêm một người nữa mà ông còn nấu nồi cháo lớn vậy, nấu nát nhừ lãng phí quá à. Đủ cho con trai ông ăn sau này ăn tới 2 tuổi luôn á. Không phải của tôi hả? Cái gì mà không phải của ông? Nói vậy mà cũng nói được à? Không phải của ông thì của ai đây? Không lẽ tôi lấy hòn đá nhét vô trong bụng rồi biểu nó nhảy ra sao? Ý tôi nói nồi cháo này không phải của tôi. Không phải của ông thì là sao? Ê trời ơi, ếch của tôi. Kêu cái gì chứ, đói bụng muốn chết rồi nè. Xịt cái gì mà xịt làm tao muốn đi nhà xí luôn à. Đi nhà xí thì đi nhà xí ngay gần đó. Ý cha mẹ, hai người đi làm gì? Chụp ếch. Tiêu rồi, nồi cháo nó nhừ hết rồi. Nè không cần đâu, mẹ con tắt lửa cho con rồi. Ê là của thạch đệ. Đệ à, mau giúp cha con chụp ếch đi, liên quan tới mạng người á. Nó ở đâu? Nó ở trong đó. Mẹ, con chụp cho mẹ. Ê đệ. Hả? Lúc nãy con chui ra ở đâu? Ở trong này nè. Con ở trong đó. Đại tiện hay tiểu tiện? Tiểu tiện. Tục ngữ của câu phụ nữ đi tiểu là ếch kêu. Con nít sẽ nhanh chóng kêu que que. Trời ơi, con có thai rồi hả? Bề ngoài cô đàng hoàng, nhưng mà thật ra cô bẩm sinh có tính dâm tiện. Đúng là cả kinh thành bị cô ta bôi nhỏ thê thảm hết rồi. Với loại dâm phụ như cô ta thì phải giết một cảnh tỉnh trăm, gặp một giết một, gặp mười giết mười. Trời ơi, xin các người tha cho cô để đi. Đừng mà, tuổi của nó còn nhỏ lắm, bị người ta lừa thôi. Nhất định phải trong lòng heo. Hả? Đừng, hai đừng người. Hôm đó bà sĩ giả con gái tôi không ra gì hết, bây giờ không phải là quả báo hay sao? Đã tới giờ vào rõ heo. Đừng mà. Trời ơi, hai chúng tôi cũng bị trồng rõ heo cái gì chứ? Cái này là trừng phạt hai người đó. Cha mẹ,
Hai người yên nghỉ mà, tôi không... đi. Trời ơi, tại sao con muốn con to ra để cha mẹ phải chịu hình phạt này? Không dạy bảo là lỗi của cha. Các người đã lãng phí quá nhiều lương thực để nuôi đứa con gái đê tiện làm bại hoại gia phong đạo đức. Các người cũng phải bị trồng lòng heo. Đừng mà, 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 đừng mà. Trời ơi, trời. Đúng là ước hết thiệt, có bị trồng lòng heo không? Trời, ông cũng nằm mơ vậy hả? Tiêu rồi, lỡ như chuyện này mà lộ ra ngoài á, chắc chắn con đệ sẽ bị trồng rọ heo rồi. Tiêu rồi, nó vẫn không chịu nói. Nói như miễn phí vậy, cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Trời ơi, hỏi cách gì nó cũng không nói. Ông nói coi con đệ có khi nào bị người ta ép buộc không? Không thể nào, nó biết võ công chứ bộ. Dù nó đánh không lại đối thủ cũng biết nói với hắn chứ đâu có thể để cho hắn bỏ đi như vậy chứ đúng không? Vậy ông cũng nghĩ nó tự nguyện hả? Tiêu rồi, nó không chịu nói gì hết. Tôi nghĩ chúng ta phải âm thầm điều tra chuyện này thôi. Đi nhanh chút đi, cái con nhỏ này nó nói chuyện với ai? Những người mà nó chào hỏi đều tình nghi hết, không được bỏ sót người nào hết nghe chưa? Đại thiếu gia, Vinh bán được không? Con đệ tỷ đây ủng hộ, đương nhiên buôn bán được rồi. Đại thiếu gia tiệm gạo à. Ơi, tuy hắn có hơi ốm, nhưng mà kiếp này không lo thiếu ăn thiếu mặc, cũng được ha. Cậu ta thật thà quá mà, mở tiệm gạo bán không lường gạt, đời nào mà phát tài được. Đã tạ. Gạt của anh nhìn ngon quá ha. Thằng mập này cứ hay để ý tới con đệ, coi chừng là hung thủ á. Thường ngày nó kiếm được không ít tiền à. Tôi nghĩ kiếp này chắc không sợ nghèo đâu, phải ông bà hả? Đúng không ha? Đúng không? Mắt ông đùi hả? Coi cái bụng của nó kìa, sớm muộn cũng nổ sớm à. Nếu con đệ mà lấy nó, có phải cũng ở quá giống như tôi không? Nói cũng phải. Ê, bà trù tôi chết sớm hả? Theo dõi đi. Không thể nào, không người nào giống người nào. Sao rồi, làm ăn được không? Trời ơi, tôi biểu con gái kết thêm vài người bạn, nó còn làm bạn với đám ăn mày luôn sao? Đừng chửi, nó có thể là tướng công của con gái mình, là cha của cháu ngoại á. Trời ơi, còn cái miệng quả của ông kìa. Xin lỗi, tôi xin cho hỏi, có thấy bán Nhật Tiên ở đâu không? Tôi tìm ổng mấy ngày nay rồi. Bán Nhật Tiên hả? Mấy bữa nay không thấy, từ bữa giờ chắc cũng được 7 ngày rồi đó. 7 ngày? Không lẽ ông bỏ trốn hả? Cô tìm ông ta có việc hả? Đúng vậy, Huynh có biết ông đi đâu không? Không biết. Tiêu rồi, không lẽ ông bỏ trốn thật? Vậy tôi phải làm sao đây? Không ngờ ông vô lương tâm lừa gạt tôi như vậy. Trời ơi, con để rơi vào tay của tên cầm thú đó. Trời ơi, tiêu rồi. Không thể nào, đâu có bán Nhật Tiên cũng dài hơn tôi nữa. Lần này thì con để thật sự là tiêu rồi. Bán Nhật Tiên? Nếu để tôi thấy ông, gặp một lần đánh hai lần. Ôi, ngày phòng đêm phòng, thì ra là cầm thú khó phòng nhất. Cực khổ vất vả nuôi con gái lớn như vậy, hai tay tặng cho người ta luôn. Còn nói nữa, nếu như kẻ gây ra đó là cái tên mở tiệm gạo, thì tôi với ông kiếp này không phải sợ sẽ bị đói. Nếu không thì là tên bán gà bán vịt, thì bữa ăn nào cũng có thịt để ăn rồi. Nhưng mà bây giờ bán Nhật Tiên làm con rể, bà sẽ được coi bói miễn phí suốt đời. Coi bói miễn phí? Gặp một lần đánh hai lần. Vậy đi. Con biết gì sao bị đánh không? Tôi đâu có biết gì đâu. Còn lớn miệng hả? Cú đấm này là tôi đấm cho con gái của tôi nè. Cú đấm này là tôi đấm cho mẹ của con gái tôi nè. Cú đấm này tôi đấm cho mẹ của con gái tôi nè. Trời ơi, rốt cuộc hai người là ai vậy? Cả người mà mình đắc tội cũng không nhớ hay sao? Bội Linh, Diệu Anh, A Tú, Băng. Chà, thì đã có nhiều cô nương rơi vào tay hắn như vậy. Hắn đúng là không bằng cầm thú súc sinh, mà đạo sĩ thúi như ông đúng là đáng chết. Biết phạm pháp nè. Trời, sao biết ông phạm pháp? Nếu muốn người không biết, trừ khi đừng có làm chuyện xấu của ông sao không biết được chứ. Hôm nay tôi không đánh ông thủ quyết không phải Thạch Đại Xuyên đâu. Trời, đánh Đại Xuyên. Ông là Thạch Đại Xuyên hả? Lâu rồi. Đúng vậy, người sai không làm chuyện bờ ấm, phải thì sao? Trời ơi, không ngờ chuyện thần không biết quỷ không hay, cuối cùng cũng có người biết rồi. Tôi đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Trời ơi, ông trời còn chưa sắm xét đánh chết ông mà còn gọi là trừng phạt hả? Trời ơi, sao lại vậy chứ? Tôi cũng muốn biết tại sao nè. Tôi chỉ xả rác có một lần thôi, bị lục bá đó. Tiếp theo là khạc đàm, cũng lại là lục bá. Một sâu trứng cá, túi giải có ba màu hồng trắng xanh,
cũng lại là Lục Bá. Hả? Phạt một lần phạt Lục Bá mắc dữ vậy? Hay không phải, cái người mà bắt tôi tên là Lục Bá đó. Hay trời, ổng còn nói mặt của tôi đáng ghét cho nên mới cạo đầu của tôi, còn ép tôi làm hòa thượng 7 ngày thê thảm quá trời. Ông nói phạm pháp chính là chuyện này hay sao? Chính là chuyện này. Nào, sau này phải nhớ, giờ tí tới giờ hợi, tuyệt đối không được xả rác lung tung. Món nợ này tôi không có tính với ông. Nói tới món nợ của thạch đệ con gái tôi đã, ông làm cho nó ra vậy, phải giải quyết sao đây? Giải quyết thì dùng tiền giải quyết đi. Dùng tiền? Ông tưởng có tiền ghê gớm hả? Nè, dùng bao nhiêu tiền để giải quyết? Ít vậy sao? Hả? 7 vạn lượng thì còn được. Tôi nói là 70 lượng. Cái gì? Một con heo quay giá gốc là 50 lượng. Tôi đã thiếu 7 ngày rồi, bây giờ tôi nói là 70 lượng. Mấy người cũng lời không ít rồi, có phải hay không? Ông nói gì? Heo quay? Heo quay cái gì? Tôi có đặt một con heo quay của 2 người vẫn chưa có trả tiền. Ông nói món nợ tôi thiếu thạch đệ, không phải món nợ này thì là cái gì? Vậy chứ hồi nãy ông nói Bội Linh A Tú Băng Băng làm sao? Ê trời, tôi bỏ đi 7 ngày rồi. Tôi thiếu tiền rau, thiếu tiền gà vịt, còn có 7 pháp sự vẫn chưa có làm. Đương nhiên đắc tội không ít người rồi. Ôi trời, thì ra thạch đệ tìm ông gấp là vì có chút chuyện nhỏ này thôi hả? Ôi trời ơi. Đương nhiên là vì chuyện này, nếu không là vì chuyện gì? Ôi, mặt mày thấy ghét mà còn vì chuyện, mặt mới gì thế ông chứ? Tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương, thiết kế mới của kim bài đã làm xong rồi, mời hoàng thượng xem qua. Ý, sao kim bài này lại nhẹ như vậy, giống như làm bằng gỗ? Hoàng thượng xem giống như là sơn vàng lên vậy. Ái phi à, kim bài á, điều quan trọng nhất là ý nghĩa, làm bằng gì thì có gì liên quan. Hơn nữa nàng xem đi, trên đây có viết 2 tự kim bài, cũng vậy thôi, dùng được là được rồi. Hoàng thượng vậy cũng được hả? Vậy lúc trước người tặng cái thần thiếp những vàng bạc châu báu đó có phải đều là... Ái phi, chuyện này thì nàng cứ việc yên tâm, vàng bạc châu báu mà trẫm tặng cho nàng á, đều là vàng thật bạc thật. Thật hả? Nói vậy còn được. Hoàng thượng, người mà tháng trước vì cứu giá là mình rớt xuống vực, 2 chân bị gãy, mặt mày rách nát, cả vợ cũng sợ quá bỏ theo nam nhân khác. Hoàng thượng đã từng hứa là thưởng kim bài cho ông ấy mà. Đúng ha, đại tướng quân về cứu trẫm xém chút mất luôn mạng, đối với trẫm ân trọng như núi, phải nên ban thưởng một cái gì đó mới được. Cái gì đây ta? Đúng rồi, thưởng cho hắn kim bài miễn thuế đi, sau khi miễn thuế không cần nộp. Khải bẩm hoàng thượng, Du Niệm Phú cầu kiến. Du Khanh Gia hả? Mau truyền. Truyền Du Niệm Phú. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, người lệnh cho chi thần hầm canh đầu cá, thần đã hầm xong rồi, mời hoàng thượng thưởng thức. Chà, mới ngửi thôi đã thấy thơm lắm rồi. Dạ phải. Không cần uống cũng biết chắc là rất ngon. Du Khanh Gia, hầm bằng cái gì? Hồi hoàng thượng, thần chỉ bỏ trong đó là rau thơm và đậu hũ để hầm với đầu cá, hầm tới khi đầu cá vừa chín tới nghe, với yêu cầu là đầu cá giữ được độ tươi ngon. Phải hoàng thượng, người coi mắt con cá này to quá, người thích ăn nhất đó. Đúng vậy ha. Khải bẩm hoàng thượng, Sa Sa quận chúa cầu kiến. Sa Sa quận chúa, xem chút trẫm quên mất chuyện này. Trẫm hứa với muội ấy hôm nay sẽ thưởng cho muội ấy viên Dạ Minh Châu do bà Từ tiến cống. Vậy viên Dạ Minh Châu đâu rồi? Ở đây nè hoàng thượng. Cũng may là ở đây, nếu không thì hoàng muội lại la lối lên nữa. Mau truyền, mau truyền. Dạ. Trời, nhìn viên Dạ Minh Châu này đúng là càng nhìn càng đẹp đó. Đúng vậy. Rớt xuống đất rồi, sao vậy? Để thần tìm cho. Đừng chậm nát bây giờ. Đây, thần tìm cho. Tìm mau lên. Nhìn thấy rồi. Ở đâu? Hoàng thượng ở dưới chân của người kìa. Ôi trời. Hoàng huynh. Có gì mà náo nhiệt vậy? Miễn lễ. Hoàng huynh viên Dạ Minh Châu đâu? Hôm qua vừa nghĩ tới nó cả đêm không có ngủ được. Bây giờ nó đâu rồi? Hôm nay hoàng thượng huynh mang viên Dạ Minh Châu đó tới, hay là ngày mai sai người mang tới cung Vũ Lâu cho quận chúa nha? Có nhầm lẫn không đó? Hoàng huynh đừng có giỡn nữa mà. Cái hộp ở đây mà sao không mang tới chứ? Nếu như không có ở đây vậy thì ở đâu? Hoàng muội à, trẫm nói thẳng với muội luôn, viên Dạ Minh Châu đó lúc nãy trẫm đã làm rơi mất tiêu rồi. Rớt ở chỗ nào? Phải. Tìm mau đi, tìm ở đâu, mau đi, mau tìm đi, hả? Tìm mau đi. Sao quân chúa, có phải viên này không? Chính là nó, lồng lành trong suốt tròn do không tìm vết, giống y như Sa Sa quận chúa ta vậy. Đúng, giống y chang luôn. Hoàng muội, mau đem nó về cung thưởng thức đi ha. Khoan đã. Sao viên trân châu này nó bị ướt, còn có mùi tanh nữa?
cho thấy viên trân châu này rất tươi mới nha, vừa lấy từ con trai ra cho nên mới có mùi nước biển như vậy đó. Nước biển Ba Tư hả? Dạ, nước biển Ba Tư. Viên trân châu được vận chuyển từ Ba Tư tới Trung Nguyên mà nước biển vẫn chưa khô. Viên trân châu này đúng là bảo bối đó, bảo vật bảo bối. Ôi trời ơi, Du Khanh gia, mai mà Khanh lanh trí cứu mạng của Trẫm, nếu không bị muội làm cho Trẫm nhức đầu luôn rồi. Xin hoàng thượng thứ cho vị thần dùng chiêu lừa gạt. Du Khanh gia, Khanh đúng là đã lập được đại công rồi đó, Trẫm phải thưởng cho Khanh mới được. Thật sao? Trẫm nên thưởng Khanh cái gì đây ta? Hoàng thượng, hay là người thưởng một miếng kim bài miễn thông truyền là được rồi. Vậy thì Trẫm thưởng cho Khanh một miếng kim bài. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Trời ơi, kim bài miễn tử. Hả? Quan thượng, miễn tử là không cần phải chết. Không chết thì tốt quá. Đúng là bảo bối rồi. Bảo bối, bảo bối. Quan thượng à, người thưởng cho hắn kim bài miễn tử chẳng phải là lợi cho hắn sao? Cũng đành phải chịu thôi, quân vô hi ngôn mà. Cũng may kim bài đó làm bằng gỗ, cũng không có bị lỗ lã gì đâu ha. Uống canh, uống canh. Đừng có nhìn xa quá, coi chừng làm dơ nó nghe. Anh Phú à, anh giỏi thiệt đó. Có rất nhiều tướng quân chết ở xa trường còn không có được. Anh đã giải dây cho hoàng thượng vậy mà đã có được rồi. Còn phải nói nữa sao? Không cần nói đâu xa, cứ nói thằng Niên đi. Tuy là phò mã gia được hoàng thượng trọng dụng, nhưng mà không có kim bài miễn tử phòng thân luôn nghe. Đúng là rất khó nói, đây đúng là duyên phận. Phò mã có công chúa làm chỗ dựa, cần gì phải dựa vào cái này. Đánh đứa con mèo có 9 cái mạng, con bá sướng rồi, tự nhiên có thêm một cái mạng nữa. Không được nhìn, không được ăn, không biết nó để làm gì. Nho không ăn được là nho chua. Con nói như vậy là cậu hiểu rồi. Đúng đó, lần này em Nhật nói rất là đúng nha. Nè, kim bài miễn thuế là chúng ta có thể miễn thuế. Nếu là kim bài miễn thông truyền thì có thể đi khắp hoàng cung, không cần phải kiêng dè gì. Còn kim bài miễn tử, trừ khi là cậu muốn mưu triều soán gì, giết người phóng hỏa, nếu không đâu có dùng được gì. Chơi với vua như đùa với hổ, có vài chuyện rất khó nói. Lần trước cả nhà chúng ta xém chút nữa bị chém đầu. Lần trước chúng ta lâm vào cảnh nguy cấp, cũng có thể hóa hiểm thành lành, cũng cho thấy là có hay không có kim bài gì chúng ta cũng được may mắn hết. Vậy miếng kim bài này chẳng phải vô dụng sao? Anh Phú à, hay đổi miếng khác của hoàng thượng đi ha. Em tưởng ra chợ mua rau củ hay sao? Lỡ hoàng thượng muốn chém đầu anh thì có kim bài này rồi. Cũng không thể nói vậy được. Kim bài miễn tử nổi tiếng như vậy, chúng ta biết thêm cũng tốt mà. Cậu ba cho sờ chút đi. Coi như con biết coi hàng á nè. Người ở quê đúng là người ở quê mà. Cái này đâu phải là bằng vàng đâu. Hả? Ý, trời ơi, không phải là bằng vàng, là miếng gỗ thôi. Không phải chứ, trên đây sơn một chút sơn vàng, khắc hai chữ kim bài là thành kim bài rồi. Nếu như trên mặt cổ khắc hai chữ mỹ nhân, có phải lập tức trở thành mỹ nhân không? Tôi không cần khắc cũng phải mà. Hoàng thượng thích dùng gỗ để làm kim bài miễn tử thì cậu đành phải chịu thôi chứ sao. Nè, màu vàng này bắt đầu bạc màu rồi. Hả? Thật sự khó khiến người ta coi trọng đó. Đâu phải dùng kim bài miễn đâu, đâu cần người ta coi trọng chứ. Để bày biện cũng được, vô duyên vô cớ mang miếng gỗ về nhà làm củi đốt thì bạc đãi quá. Đúng là ăn thì vô vị, bỏ thì thấy tiếc à. Như vậy còn đứt tay nữa kìa. Vừa không đẹp, vừa không sai được, vừa không cầm cố được, cũng phải canh chừng nó, lại sợ bị mối mọt nó ăn, còn sợ bị trộm lấy mất nữa. Nè, chị nghĩ hoàng thượng muốn đùa cợt với em đó. Cậu ba ơi, rõ ràng đang đùa cậu mà. Trời, đúng là kiến thức hạn hẹp, vẫn là vợ của anh biết nhìn hàng. Anh à, hả? Nếu như anh sắp bị nghẹn chết thì miếng kim bài miễn tử này có thể cứu được anh không? Không được, chia làm hai đường đi. Đi. Trời ơi, bám theo mình như keo dán vậy. Muốn cắt đuôi chúng ta hả? Đâu có dễ vậy được. Hôm nay nhà cá yếu quá, không nắm thời cơ thắng hắn thì không phải là người, có đúng vậy không? Nếu không phải Hạ Quan đuổi tôi đi thì cả đời này tôi cũng không cần phải lo nữa. Bởi vậy tôi mất tiểu quá, tôi đi lát nha. Bà bám thật trước đi. Trời ơi, nè, vừa mới thấy cờ bạc là không còn lý tính à. Đa tạ cô. Nè, vị thiếu phu nhân đây. Trời ơi, da của bà đẹp quá à, nhưng mà nó hơi khô đó. Bà chưa 30 tuổi không thể nào để nếp như vậy được đâu. Hả? Cái gì? Cô nói tôi 30 tuổi hả? Dĩ nhiên rồi, dùng loại phấn dưỡng này đi, sau này bảo đảm vừa trắng vừa mịn. Ý của huynh là bỏ trốn hả? Phải đó,
Cách này là tốt nhất rồi, vừa có thể giữ được danh tiết cho muội, huynh cũng không phải chết. Chỉ cần tìm tới nơi không có ai, chúng ta ẩn cư sẽ không sao hết. Muội không tin huynh hả? Muội tin, nhưng mà huynh biết chứ, kêu muội rời xa người thân đúng là làm khó cho muội. Nhưng mà ngoài cách này ra, huynh hết cách rồi. Muội phải tin tưởng huynh, huynh sẽ đối xử với muội và con mình thật tốt. Muội tin tưởng huynh, nhưng mà chúng ta không biết phải đi đâu, hơn nữa lộ phí cũng không có đủ. Muội yên tâm đi, huynh đang dò tìm đường, còn chuyện lộ phí huynh sẽ có cách. Vậy thì khi nào chúng ta đi? 2 ngày nữa, huynh sắp xếp xong mọi chuyện trong cung thì có thể đi. Vậy mấy ngày tới chúng ta đừng có gặp nhau, để cha mẹ muội khỏi nghi ngờ. Muội cũng phải về để chuẩn bị mọi thứ chứ. Nè Tiểu Nguyễn à, huynh cầm cái bô coi như là bảo bối vậy, nó có tốt tôi với huynh cũng không dùng được đâu. Ha, coi huynh kìa, cho dù tôi có bản lĩnh dùng nó, tôi cũng không có nỡ dùng đâu. Cái bô này hả, còn quý hơn cái mạng của tôi nữa kìa. Dạ, quý hơn đó. Mạng nữa hả? Đâu, đưa đây coi thử. Nà, cẩn thận nha. Cái bô này hả, Hán Vũ Đế từng dùng đó. Huynh đập bể rồi, cả đời không có đền nổi đâu. Nè, có thật không đó? Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi, tôi đã tìm chuyên gia thẩm định rồi. Ê, là cô Hồng Miên đó, biểu tôi bán cho cổ mà tôi không có chịu bán. Nói cũng phải ha, trước giờ cô Hồng Miên đó rất biết tính toán, cô chịu đưa ra giá cao để mua, đây nhất định là một đồ tốt. Còn không sao, nhìn thiệt là tinh xảo quá nha. Đường nét của nó không phải là thợ thường làm, thủ công rất tuyệt vời. Nè, nhưng mà nó đẹp cỡ nào chúng ta cũng không có dùng được. Nói cũng phải ha. Đúng là khờ mà, mấy cái đồ này á là dùng để trưng mà, đương nhiên là không dùng tới. Nó cũng phải ha, càng không được xài thì càng muốn bảo vệ nó. Lấy tay tử về mà không xài, nhưng mà nhiều thấy dám dùng muốn lấy nghe. Đúng đó. Vậy tóm lại huynh muốn bán bao nhiêu vậy? Hay, thật ra thì đây là di vật của người họ hàng xa tôi để lại, tôi cũng không có nỡ bán đâu. Tóm lại là bán nhiêu? Đúng rồi, 300 lượng. Muốn lấy mạng của chúng tôi sao vậy? Cô Hồng Miên cổ trả 300 lượng mà tôi đâu có bán cho cổ. Chúng ta là huynh đệ tốt nên tôi mới bán giá này cho mấy huynh đó. Tiểu Nguyễn lại tới để hối tôi đó. Nè, huynh đừng bán cho cổ. Đúng đó, cho mượn cầm coi chút đi. Cẩn thận một chút nha. Biết rồi, biết rồi. Ba trăm lượng có mua không? Không phải 350 lượng giá cơ. Bọn họ nói vẫn chưa quyết định được. Một đám nam nhân thương lượng gì lâu vậy chứ, cuối cùng là sao đây? Vậy cô đợi một chút nha ha. Nè, tóm lại có mua hay không vậy? Bây giờ cổ đưa ra giá 350 lượng, các huynh không mua thì chắc là mua chứ. Đúng rồi, tôi sẽ mua mà, chúng tôi hùng tiền mua. Chúng ta hùng tiền mua đi ha. Quyết định vậy nha, lát nữa sẽ đưa tiền cho tôi. Nè, đừng có nói nha, để cô Hồng Miên biết tôi bán rẻ cho mấy huynh tôi sẽ chịu tội đó. Sao rồi, là huynh kêu tôi bây giờ tới, sao tới giờ vẫn chưa thương lượng xong? Họ nói là Di Hương lầu mắt quá à, không có tới ăn cơm đâu. Có tới ăn cơm không cũng bằng lâu như vậy, đám thay giám các người đúng là phiền phức quá đi. Ai nói chứ, tôi xài trước, bây giờ tôi xài trước mà. Các huynh à, số tiền này là tiền cứu mạng đó, xin lỗi nha. Quá cửu gia, sao lại bốc quả như vậy, còn chảy máu mũi nữa. Ta không bốc quả, ta đang bực bội. Quốc sư à, ngồi. Ngồi, ông mau coi khí chất của ta đi. Dạo này không biết tại sao xui xẻo quá, vừa không thể theo đuổi nữ nhi lại còn bị con rắn đuổi theo nữa. Ôi trời ơi, sắc mặt của ông u tối, ấn đường xám đen, vừa nhìn là biết không gặp may rồi. Quốc sư à, ta không muốn nghe ông nổ, ta chỉ muốn hỏi ông có cách nào giải quyết không, ông nói đi. Quốc cửu gia, tôi vẫn chưa nói xong. Nè, tuy là hiện giờ là 3 tháng mà ông xui xẻo nhất ở trong đời, nhưng mà nếu ông lấy hỷ sự đi xung hỷ, tôi đảm bảo ông chuyện buồn thành vui, ông có thể may mắn trong 10 năm nữa. Xung hỷ hả? Mũi mũi của ta đã xuất giá rồi, người con gái ta thích lại không nhìn ta. Quốc sư hả? Ông mau chỉ cách để ta đi lấy lòng cổ, vậy ta mới có cơ hội. Ông làm ơn đi. Không phải đâu quốc cửu gia, đợi ông dỗ dành được cô nương đó, ông đã đủ xui xẻo lắm rồi. Tôi không biết là ông có thể gượng được nữa không. Nè quốc sư, nếu ta xảy ra chuyện á, ta cho ông biết ông chết không còn thấy đâu. Quốc cửu gia, ông nghe tôi nói đi, đánh quốc sư sẽ xui tới 10 năm đó. Ông nghe tôi nói, ngồi xuống đi. Làm chuyện gì cũng phải chia nhanh chậm trước sau, chuyện gấp thì làm trước. Nhưng mà bây giờ thành thân là chuyện gấp, sở dĩ là phải thành thân trước, sau đó mới dỗ dành cô nương đó, có phải không? Đúng ha. Quốc sư à, cách này hay lắm nha. Vậy thì ta sẽ làm theo lời dặn của ông nha. Ê Tiểu Nguyễn, đứng lại. Quốc cửu gia, dạo này ngươi có thấy Thạch Đệ không? Không có. Ông muốn nô tài hẹn cổ ra giùm ông hả? Tuyệt đối không, sau này không cần ngươi làm chuyện phiền phức như vậy. Vậy ý của ông là ông từ bỏ gì theo đuổi cổ? Theo đuổi phụ nữ phiền phức lắm, tuyệt đối đừng có tới tìm ta. Được rồi, mọi chuyện được giải quyết rồi.
Trời ơi, con nhà đầu thì không biết xấu hổ, giữa chốt đông người đi mua đồ con nít không sợ bị lộ sao? Chết rồi. Để mội đúng lúc quá. Sao cứ tới như là tà ma vậy? Mua đồ con nít hả? À, không phải, tôi có người tỷ muội xin em bé, định mua đồ giùm tỷ ấy. Tôi chọn giùm cô. Bộ đồ này đẹp nè, bộ này cũng đẹp nữa nè. Thật ra thì bộ nào cũng đẹp hết, vậy mua tất cả đi. Không cần nhiều như vậy đâu. Hơi khách sáo làm gì. Con của tỷ muội cô cũng là con của cô, con của cô cũng là con của tôi mà. Ê, trời tốt quá, tôi sắp được làm cha rồi. Hả? Đây, ông có nghe không đại suy? Sự thật rõ ràng lắm rồi. Nè, để tôi giúp cô. Tôi tự cầm được rồi. Nè, cần gì khách sáo. À đúng rồi, mua đồ bổ chưa? Hả? Phụ nữ sinh con tổn thương nguyên khí, cần phải ăn chút nhung hưu đương quy để bổ thai. Cô có biết không, phụ nữ sinh con á không bồi bổ rất dễ bị già. Chà, thì ra đúng là giảng quốc khẩu rồi. Chà, hiếm thấy ông ấy tốt với thạch đệ như vậy nha. Chúng ta phát tài rồi. Chà. Trời ơi, đà tạ Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Lần này thạch đệ chúng tôi đúng là câu được con cá vàng rồi. Mà còn đang có con tin trong tay, còn không phải có giá khắp thiên hạ sao? Tôi với bà ra giá với hắn, ra tới khi nào hài lòng mới được, đúng không? Bà mẫu. Quốc gia đại giáo Hoàng Lâm. Dạ mời ngồi, mời ngồi. Mời ngồi thạch đệ, thạch đệ mới ra ngoài. Phải không sao, không sao. Lần này tôi đặc biệt tới để thăm hai vị mà thôi. Mời quốc cửu gia uống trà. Còn gọi là quốc cửu gia cái gì xa lạ quá. Hai người cứ gọi là Ngọc Kỳ đi. Mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Là muốn dạm hỏi đứa con gái của hai người thạch đệ. Không thành vấn đề. Nhưng mà vậy, thạch đệ và chúng tôi tuy là bán thịt heo, nhưng mà thường ngày chúng tôi coi nó như là minh châu ở trong tay vậy. Tôi muốn coi coi quốc cửu gia đây có thành ý được bao nhiêu. Thành ý hả? Thật ra rất đơn giản. Ví dụ như nhà cửa, đất đai, vàng bạc, châu báu nè, sơn hào hải gì nè, là mấy không thứ thành đó. Vấn đề. Ở đây có ít đồ bổ, coi như tôi đặt cọc trước nha. Đặt cọc hả? Trời ơi, quốc cửu gia, ông đúng là biết nói đùa mà. Chẳng phải ông đã đặt cọc lâu rồi sao? Quan trọng nhất là nhanh. Dĩ nhiên rồi, vậy chuyện này tôi còn nôn nóng hơn cả hai người. Vậy còn chuyện ngày tháng thì sao? Đương nhiên là do quốc sư của tôi quyết định rồi. Nhất định đó là chọn một ngày mọi người cũng thấy vui và tôi cũng thấy tốt nữa. Ông nói có phải không hả? Phải. Chuyện này không thể chậm trễ, tôi phải đi xử lý liền. Xin phép nha, xin phép. Xin phép nha. Đi thăm thả nha. Dạ, đi thăm thả nha. Dạ, dạ. Trời ơi, trời ơi, không ngờ chúng ta đã già rồi mà còn kiếm được một bước. Đúng. Cha mẹ. Hả? Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Nhiều quà quá hả? Ở đâu mà ra nhiều quà vậy? Ê, chồng tương lai của con bạn tới đó. Là cha của đứa nhỏ đó. Cha mẹ nói gì vậy? Chồng cái gì? Cha của đứa nhỏ cái gì? Không biết cha mẹ đang nói gì nữa. Thật đệ, không cần gạt cha mẹ nữa. Thì ra cốt dục ở trong bụng của con lại của dạng quốc cửu ha. Lúc nãy ở chợ cha mẹ đã nhìn rõ ràng hết rồi. Con sợ cái gì chứ? Quốc cửu gia có quyền có thế, cha mẹ không có phản đối đâu. Đúng đó, hiếm có người chịu trách nhiệm. Hồi nãy cha mẹ đã đồng ý hôn sự này rồi. Con sắp được làm quốc cửu phu nhân rồi. Cha mẹ đã lầm rồi. Đứa con này không phải là của dạng quốc cửu đâu. Đây là tiêu rồi.